Đậu hũ là món chay này, ăn là ghiền luôn quý vị ơi. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon, dễ làm hết quý vị. Nay thì Quỳnh Phương có một cái món ăn rất là bắt cơm luôn. Ngay lâu lâu mình, gia đình mình á, có mấy tiệc nhỏ nhỏ, mình làm món này, mình đãi cũng rất là hấp dẫn. Ăn kèm với cơm, rau thôi là có ngay cái một cái món chay ngon rồi. Rồi bây giờ Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp để làm món chay từ đậu hũ này với Quỳnh Phương nha. Để làm món này á thì trước tiên Quỳnh Phương có chuẩn bị một ít nước muối pha loãng nha. Bữa nay thì mình làm một chĩa nhỏ nhỏ à. Đó, nên Quỳnh Phương chuẩn bị một cái chén nước pha loãng thôi để Quỳnh Phương ngâm cái phần đậu hũ á. Đậu hũ một miếng, nhà mình đông thì mình làm khoảng 3-4 miếng vậy đó cho nó ngon. Rồi sau khi mà ngâm khoảng 10 phút cho nước muối pha loãng cũng như là mình rửa là cho nó thiệt là sạch trong nước muối này á, Quỳnh Phương đem ra, mình để cho nó ráo ráo, sau đó thì cắt ra thành những cái miếng vuông vuông này nè quý vị. À, rồi giờ mình sẽ ướp vô đây nửa muỗng cà phê muối tiêu, mình lắc lắc đều đều lên cho nó thơm ngon đậm đà đi. Đó, mình ướp đi. Trong lúc mà ướp đó đó, mình Phương chuẩn bị thêm 1/4 trái khóm. Mình gọt cái phần cùi mình ra để héo quý vị. Sau đó thì cắt thành những cái miếng vừa vừa ăn vậy đó. Cắt xéo xéo theo cái đường người ta đã cắt mắt sẵn nè. Rồi, giờ mình để cái phần khóm vào đây. Mình ướp vô đây khoảng muỗng cà phê đường, muỗng đầy đầy vậy đó. Trộn trộn lên cho nó thấm, nó cân bằng cái vị chua của khóm lại. Tiếp theo là một trái cà chua. Đó, bỏ cái phần cuống đi, các cái phần cuống gà bỏ. Quý vị nào không ăn hạt thì có thể loại bỏ cái phần hạt ra ha. Mình Phương thì sẽ cắt cái dạng muối cao, một trái thì cắt làm ba, sau đó thì cứ cắt làm đôi nữa quý vị, miếng gì đó mình cắt làm đôi nữa. Rồi giờ để sang bên luôn. Rồi, giờ một miếng ớt chuông xanh ha. Nên mình có thể sử dụng ớt chuông xanh, ớt chân đỏ, ớt chuông vàng. Ai thích ăn nhiều hơn thì có thể thêm hai màu kia nữa vô cũng được. Rồi, để sang bên. Thêm nửa củ hành tím nhỏ nhỏ này đó. Đó, cắt muối cao cũng cắt làm đôi luôn. Có thể mình thêm trái dưa leo nữa cũng được nữa nha. Rồi, tiếp theo thì rau củ xong rồi. Chuẩn bị thêm vài củ hành tím. Mình sẽ cắt cái dạng lát mỏng đó quý vị. Rồi, giờ để sang bên, để lên đây. Tiếp theo nữa là cắt ớt nha. Rồi, ớt thì ớt sừng một trái. Mình loại bỏ cái phần hạt bên trong đi. Sau đó thì cắt dạng sợi. Bạn nào khéo á, thì có thể cắt sợi càng mỏng nó càng đẹp nha. Rồi, để sang bên. Tiếp theo bắt cái chảo lên cho ăn ít dầu vào. Lúc này có thể sử dụng cái chảo nhỏ nhỏ xíu, mình để dầu cho nó nhiều nhiều xíu thì nó sẽ dễ chiên hơn quý vị, mà chiên nó ngon, nó giòn hơn nữa. Rồi giờ mình Phương sẽ bắt đầu để đậu hũ vô, mình Phương chiên. Mình chiên ngập dầu thì đậu hũ nó giòn, nó ngon hơn nha. Còn thôi thì mình chiên gì cũng được, mình Phương chiên gì thì thấy nó tiện hơn á. Rồi thì cứ vậy mình chiên cho nó vàng cái mặt đậu hũ á, có thể sử dụng đậu hũ trắng mình chiên cũng được nữa. Đó, mình chiên cho nó vàng đều hết cũng được, hoặc là sử dụng đậu hũ chiên rồi nè, cái miếng đậu hũ vàng nè thì mình chiên lại nó nhanh hơn. Tiếp tục cái chảo này Quỳnh Phương cho bớt dầu ra nha. Mình mới cho hành tím vô mình phi, chuẩn bị mình xào. Rồi giờ thì phi hành tím cho nó vàng vàng thơm thơm lên xíu, mình quậy đều vậy nè. Khi nào mà thấy có một miếng nó hơi vàng vàng, hoặc là khi mũi mình ngửi mà thấy cái mùi thơm là được rồi đó quý vị. Giờ Quỳnh Phương sẽ cho khóm vô trước nè, đảo qua đảo lại. Mình xào khoảng 30 giây à. Mình Phương sẽ xào trong lửa lớn nha.
càng nhanh trong lửa lớn. Rồi giờ thêm nữa là chuẩn bị cà chua nè, rồi ớt chuông nè, mình cho vô mình xào luôn, hoặc là dưa leo nữa nha, dưa leo cũng được, hoặc là thêm ớt chuông màu đỏ, màu vàng nữa, thì tùy mình thích thì mình có thể cho thêm cho nó ngon nha. Bình Phương thấy ba màu là đủ rồi, màu vàng, màu đỏ, màu xanh có đủ rồi, nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn rồi. Đó, xào sơ qua một cái. Lúc này thì Bình Phương sẽ chuẩn bị thêm cái nước sốt xào này. Đó là mình Bình Phương cho đường, muỗng đường, muỗng hạt nêm, hạt nêm muỗng lưng lưng vậy đó quý vị. Rồi tiếp theo là nước tương. Nước tương Bình Phương cho muỗng, loại nước tương ngon ngon nha, để mình xào cho nó hấp dẫn. Sau đó thì tới dầu hào chai á quý vị. Mình cũng cho vô đây một muỗng luôn, mình xào nó rất là ngon. Rồi bây giờ là một muỗng tương ớt nè. Đó, Quỳnh Phương cho vô đây. Sau rồi thêm tương xí muội nha. Nó một muỗng luôn. Rồi, tiếp theo nữa thì quý vị cũng cho nước đó quý vị. Đó, Quỳnh Phương cho vô đây khoảng 4 muỗng nước. Lát mình thấy thiếu thiếu mình có thể cho thêm xíu nữa nha. Rồi giờ mình quậy cho nó đều lên, cho nó tan cái phần gia vị nè. Có thể này mình làm trước khi xào nha, để mình xào cho nó tiện á. Rồi mình cho hết cái phần nước sốt này vô đây để mình xào, đảo qua đảo lại, để lửa lớn hết quý vị, lửa lớn mình xào nhanh cho nó ngon, đảo qua đảo lại cho nó thấm gia vị một xíu rồi nước sốt nó sôi lên nha. Mình xào rất là nhanh luôn. Rồi nó sốt nó sôi lên rồi nè, Bình Phương sẽ tranh thủ cho thêm 2 muỗng giấm. Sau đó thì mình thử nha, mình nếm thử coi nó vừa có độ chua ngọt chưa, vừa vừa đó. Giờ Bình Phương chuẩn bị thêm ba cái cần tây á, vài cọng cần tây, rửa sạch, cắt khúc ra, mình cho vô. Hồi nãy Quỳnh Phương cũng đã cho đậu hũ vào luôn nha quý vị. Đó, mình xào xong rồi đó, cho sốt vô xong, sốt sôi cho đậu hũ vào. Đó, xào sơ qua một cái, khoảng vài phút vậy đó. Rồi mới cho cần tây với ớt chuông. Xin lỗi là ớt mình sắc sợi, mình cho vào. Xào sơ qua một cái, rồi tắt bếp, rồi mới rắc tiêu lên trên nè. Vậy là Quỳnh Phương đã hoàn thành xong cái món đậu hũ mà mình xào chua ngọt đó quý vị. Cái sốt nó thơm ngon đậm đà lắm nha. Quý vị làm ăn thử đi. Quỳnh Phương cũng rất là thích cái món này. Vừa có nhiều rau củ nè, có đậu hũ giòn giòn, cái sốt đậm đà nữa, ăn rất là bắt cơm luôn. Rồi, vậy là cơ bản thì Quỳnh Phương đã chia sẻ xong cho quý vị cái món đậu hũ xào chua ngọt, đơn giản, thơm ngon. Một món chay rất là hấp dẫn cho bữa cơm gia đình mình luôn. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ Quỳnh Phương trong suốt thời gian qua nha. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà, chuyện chia sẻ các món chay ngon, dễ làm nữa ạ. Rồi, chúc quý vị ngon miệng một lần nữa. Xin chào.